Đây chị nhé, đây là 9 bao này. 2, 4, 6, 8, 9. Tổng cộng là 200 cân. 2 này, 4 này, 6, 7 này, 8, 9, 10 này. 2, 4, 6, 8, đúng rồi. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, đủ 20 thùng nhá. Nhá. Đây là trường trường mình nhá, bây giờ đẹp nhé. Ui. Mình cái gỗ này nó như học rồi. 2 năm rồi mà chưa hỏng á? Ui, ui xịn nhỉ. Ui, quá hịn luôn. 3 năm rồi ạ. Lê, kinh nhỉ. Không biết đơn vị nào cung cấp vậy. 3 năm mà không hỏng. Ghê. À, biển của đây là tên công ty này. Edu Media. À, ai biết rồi. Cái ông này tên là ông Phúc đúng không? Đầu trọc đúng không anh? Hay đi vào đây đúng không? Đây.